Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ nêu thêm hai cái tính chất của hàm lambda. Hai tính chất này thầy phát triển ra thì nó có thể xuất hiện trong một số tài liệu nhưng mà tạm thời thầy chưa thấy. Đấy. Thì đó là gì? Thì đầu tiên các bạn nhớ cái hàm lambda. Chẳng hạn hãy xét cái hàm số f bằng x e mũ x. Thì hàm số này đồng biến trên cái khoảng nửa khoảng là trừ 1 đến cộng vô cùng. Và có tập giá trị là y là trừ 1 trên e đến cộng vô cùng. Và hàm số này sẽ tồn tại hàm số ngược f trừ 1. Và hàm số ngược được gọi là hàm lambda. Hàm số này có tập xác định là trừ 1 trên e đến cộng vô cùng. Đấy. Thì hàm số này có tính chất là v đúc của a, e mũ a là bằng a với mọi a lớn bằng trừ 1 trên trên e. Ngoài tính chất này được phát hiện ra thì có một số tính chất mới. Tính chất 1 đó là gì? V đúc của x len x sẽ bằng len x với mọi x lớn hơn. Ở đây ta cho là Lenisser sẽ lớn hơn Lenisser. Lenisser lớn 1 trừ 1 trên e thì sơ lớn e mũ lớn bằng e mũ trừ 1 trên e. Tất vậy này, vì ta sẽ có đây chứng minh V đúc x Lenisser. Riêng x ta sẽ viết v đúc là bằng e mũ len x. Len x đấy. Thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy cái này rằng là e mũ u nhân e mũ u. Và với cái x như thế này sẽ lớn, len x sẽ lớn hơn trừ 1 trên e. Do đó cái này sẽ bằng len x. Đấy. Với mọi x lớn e trừ 1 trên này các bạn nhé. Tính chất thứ hai được phát hiện đó là e mũ v đúc của x len x thì sẽ bằng x với mọi x lớn hơn hoặc bằng e mũ trừ 1 trên trên e. Thì đây ta chứng minh áp dụng tính chất 1. Tính chất 1 ta sẽ có này, v đúc của x len x thì sẽ bằng len x với mọi x lớn bằng e mũ trừ 1 trên e. Suy ra là e mũ v đúc x len x sẽ bằng e mũ len x và bằng x, có điều phải chứng minh. Hai cái tính chất này được thầy phát hiện ra các bạn nhé. Có thể trong giải toán các bạn đã ứng dụng nhưng mà đề cập thêm một tính chất cụ thể là chưa có. Đấy, đối với hàm lambda. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Các em thử xem các cái tính chất này đã xuất hiện ở cái tài liệu nào chưa?